3, bên 6, lửa. Một, hai, hai, ba. Một, hai, ba, bên 6, lửa. Lửa, một, hai, 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 hai. Mấy con canh đắp hồ xây đất, ta nuôi dòng nước ngọt để đàn bướm nhỏ tắm mát quanh năm. Phương đông ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đấy bao năm đời tháng chơi, mấy vùng đau đôi núi. Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia càng khô. Alo, một hai, alo. Tay anh pha đá, ngồi trong xe ủi, anh nhớ những ngày hè. Ta nghe trong đó bao nhiêu là trời. Vâng, chỉ còn ít phút nữa thôi, khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc xã Cư Ê Bi lần thứ 8 năm 2024 chính thức được diễn ra. Thay lời cho ban tổ chức, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân hãy vào phía trong hội trường của ban tổ chức đã sắp xếp ổn định chỗ ngồi để chương trình được bắt đầu. Xin mời các tiết mục văn nghệ tiếp cận sân khấu để chuẩn bị. Má, tí nữa con đang tập nhạc. Dạ, dạ. Ôi, con xin phép đang tập chụp tập. Thôi, con xin phép lên góc nhà một tí đó. Dạ, dạ, dạ. Thôi, con xin phép rồi, con nhé. Ôi, chị ơi. Chị hiện tại chưa chụp được. Tí nữa. Qua cái tay nữa. Tí nữa. Chị ơi. Tí nữa. Ủa, em đang xem nhạc. Rồi tí nhá. Bây giờ mình tập đó. À, bây giờ rào giữa. Nghệ tĩnh mình nhớ. Thôi, mình. Dạ, dạ. Nhanh hơn một tí. Ta đi những bước thanh thang đồng rộng, làng ta di động nên có đất minh cay, cho điện răng dây đưa mày về thôn xóm. Ta nghe trong vắng trong mưa đôi bận rộn, ngày thơ ta đọc em thấy có điều gì, em có thấy điều gì và em thấy có điều gì, đúng không? Dạ, dạ. Bài thơ ta đọc em thấy có điều gì. Này ra em nói tươi mộng, giống mùa phường thì sao chuyện mong ngày đi. Cùng ngày phường nhớ hai đứa mình cùng đi. Ta nhớ bao lần đi, lần đi. Đọc khan rồi nhá. Dạ dạ.
khi qua chắc là uống rượu nhiều không, chắc là do là uống nước đá hoặc là vì ai uống nước đá vì các bạc là làm đôi công được. Rồi cái đang khớp nhạc cả nhà nhé, đang khớp nhạc. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi cả nhà ơi, báo bà đây. Cả nhà ơi, hôm nay A Pao rất là hạnh phúc này, đấy, rất là vui được song ca cùng cô Thu Hiền cả nhà nhé. Đấy, ca khúc Về Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ. Đấy, cả nhà chờ đợi A Pao cũng như là cô sẽ song ca ở trên sân khấu cả nhà nhé. Đấy, chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé. Hôm nay là không biết là ngày bao nhiêu luôn. Nghỉ ngơi nhé. Lời ca bên đấy, chuẩn bị chương trình cho cả nhà. Có ai dây của mẹ báo sẽ chuẩn bị chương trình để biểu diễn cho cả nhà. Cả nhà chờ đợi A Pao phát tiếp trên kênh fanpage của A Pao nhé. Xa xa khói.